các bạn, mình là Mako trưởng đây. Từ các ngày cập nhật khu nghỉ dưỡng đến giờ là mình không có chơi thời trang luôn. Tự nhiên hôm nay mình muốn chơi quá à. Với lại thời trang ra lâu rồi á, nên là không biết là bây giờ các bạn chơi đỉnh như thế nào rồi. Nếu các bạn thích video của mình thì các bạn hãy cho mình một like và một lượt đăng ký để ủng hộ mình nhé. Ok, bây giờ thì bắt đầu thôi nào. Mình nghe nói là bản cập nhật mới cũng đang đến gần rồi á. Hình như là một bản cập nhật lớn thì phải, và cập nhật rất là nhiều thứ luôn. Mà không biết là ngày nào ta, có bạn nào hóng không? Ok, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu chơi thời trang nha. Lâu rồi không chơi, hơi run một xíu. Tại vì á, lỡ mà phó đồ lạc quẻo một cái là đổi quần luôn. Và chủ đề đầu tiên là thời trang sân bay của người nổi tiếng. Ê, cái này dễ rồi nha. Do là Mel cũng có quan tâm nhiều idol ở bên Hàn Quốc, cho nên là Mel biết thời trang sân bay sẽ như thế nào. Mà cái đó là Mel coi của người ta thôi, chứ không biết là Mel sẽ phó như thế nào nữa. Mấy cái mà tôi tưởng tượng ở trong đầu với lại tôi cần á, thì trong game nó không có. Nên là mình sẽ làm tượng trưng thôi ha. Mà Mel thấy là thời trang sân bay của idol á, thì nó đơn giản nhưng mà nó rất là đẹp luôn. Nên là Mel sẽ phó thật là đơn giản nhưng mà nó vẫn có cá tính riêng. Còn đẹp hay không thì Mel không biết. Trời ơi, sao không có túi xách vậy ta? Thường thì mình thấy là người nổi tiếng thì sẽ xách cái gì đó ở sân bay á. Ở bên đây không có rồi, để mình qua bên kia xem là có cái gì hợp không. Hồi nãy giờ mình quên mua tăng tốc nữa, tại vì có tăng tốc nó rất là tiện luôn. Bây giờ thì mình sẽ tìm một cái quần nào đó hợp nhì, không biết là mình có nên phá cách không nữa. Mà sợ nếu mà mình phá cách đó thì mình sẽ bị lạc đề. Thôi thì mình sẽ mặc như thế nào mà cho nó an toàn một xíu. Chắc các bạn đang thắc mắc là tại sao mà Mel mua VIP nhưng mà lại xuống dưới đây mặc đồ đúng không? Tại vì đây là thói quen của tôi rồi á. Bình thường khi mà bắt đầu trò chơi thì Mel sẽ thử đồ dưới đây trước rồi Mel mới lên tầng trên. Bây giờ tôi đang phân vân á, là có nên đeo cặp không nè, mà đeo thì đeo cái nào đây ta? Đeo với lại không đeo cũng được, mà mình muốn đeo để cho nó có thêm phụ kiện. À, với lại không phải tôi dùng nhân vật con trai đâu nha, tại tôi chưa đeo tóc á. Mình nghĩ là mình sẽ chọn một cái tóc nào mà cho nó đơn giản thôi. Trời ơi, sao phối một hồi mà tôi nhìn tôi lại nhìn nó sukana dữ gì trời. Cái kiểu này là có bạn nào giống Mel không? Phói một cách hết mình luôn, xong rồi một chút nhìn lại hết hồn. Thôi, lỡ xấu rồi, nên là mình đeo kính và lại đeo khẩu trang vào, cho người ta đừng có thấy. Cái kiểu này là ở riêng thì đẹp, nhưng mà phói lại chung với nhau thì nó chất quốc nè. Ok, bây giờ là tới phần chấm điểm rồi, để xem là các bạn kia phói đồ như thế nào này. Đầu tiên là bạn này, mình thấy là bạn này khá là cute luôn. Tuy nhiên là có cái đôi giày nó hơi lẹt quẻ, nhưng mà không sao, mình sẽ cho 4 sao luôn nha. Wow, hơi giống người nổi tiếng rồi á. Tôi kết nhất là cái tai nghe với lại cái kính của cái bộ này luôn á nha. Tại vì á, thường thường là người nổi tiếng cũng sẽ mặc giống như vậy á. U là trời. Cái này là tôi xin từ chối nhận nhân vật nha mọi người. Đúng cái kiểu mà phó cho đã xong rồi nhìn lại hết hồn luôn á. Cái này là chặn sau tôi phải rút kinh nghiệm mới được. Vừa phó phải xem là nó có đẹp hay chưa, không thôi là giống như vậy nữa. Với lại hồi nãy mày quên chọn màu da nữa, cho nên là nhìn nó không có đẹp lắm. Wow, cái này là vệ sĩ chứ người nổi tiếng gì trời. Thôi cho 2 sao để ủng hộ ước mơ của anh vệ sĩ nha. Rồi đi sân bay rồi cầm cây búa đập đầu ai với ông nội. Bạn này thì phối đồ cũng ổn nè. U là trời, đi biểu diễn thời trang mà nằm không. Ê, bạn này được nha, 5 sao liền. Xịn sò con bò luôn á. Và ấn tượng nhất trong cái bộ của bạn ấy là cái mái tóc màu trắng á. Rồi, bạn xếp hạng là không có tên tôi rồi đó, tôi chắc chắn luôn. U là trời, cái gì mà thảm họa như vậy, hạng 6 luôn kìa. Công nhận là lâu rồi không chơi mà mấy bạn này chơi hay thiệt luôn á. Càng ngày càng pro nha. Chết rồi, mình không được phối đồ xấu như ma vậy được nữa. Chủ đề lần này là chiến trường. Cái này thì mình chưa chơi bao giờ hết, nhưng mà mình có nghĩ trong đầu của mình là nếu mà ra chiến trường á thì sẽ phải mặc đồ có áo giáp này nọ nè. Mà đặc biệt nha, hôm nay mình ra chiến trường cho nên là mình sẽ không là con gái nữa, mà mình sẽ làm đàn ông. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Như vậy là đủ đàn ông chứ mọi người. Nói chứ Mel chọn tới cái bộ áo giáp là Mel bí rồi á, không biết là nên chọn thêm cái gì nữa luôn. À, chiến thần của ta đây rồi, cây búa. Tự nhiên đi ra chiến trường mà mang cái tóc này, quân địch nó thấy mình ngựa quá nó giết mình trước. Nên là Mel sẽ phải đổi một cái màu tóc gì đó nó trầm lắng một xíu. Ok, là chiến binh thì sẽ phải có râu đúng không? Có râu thì nó sẽ ngầu hơn nhiều. Sao nhìn Mel mắc cười với gì trời? À, tôi biết tại sao mắc cười rồi, tại vì tôi chưa có thay đổi cái khuôn mặt. Từ từ nha, để tôi có râu đi rồi tôi thay đổi khuôn mặt cho nó ngầu hơn nè.
Hồi nãy thì mình thấy là có nhiều bạn mặc đồ áo giáp này giống mình lắm, cho nên mình sẽ làm cho nó khác biệt một xíu. Đã là chiến sĩ đi ra chiến trường á thì da phải ngầu ngầu đen đen nó mới mạnh đúng không? Với lại cơ thể phải to nó mới manly. Mà có một cái là tôi thấy cái cặp của tôi nó hơi su cà na nha, nên là tôi sẽ đổi cái khác nè. Ủa mà sao đeo cái này nó cũng su vậy ta? Thôi tôi nghĩ là tốt nhất tôi nên bỏ hết ra và không nên đeo cái gì cả. Đó, thấy chưa? Chỉ cần thay đổi khuôn mặt thôi là ngầu liền. Ngầu như vậy rồi thì ai mà nỡ giết mình được? Ok, tôi đã bỏ cái ba lô ra rồi, bây giờ thì bắt đầu thôi. Ủa, ra chiến trường mà bạn này mặc đồ boxing là sao ta? Hay là bạn ấy nghĩ là ra chiến trường chơi boxing nhỉ? Wow, bạn này phối đồ đỉnh này. Đặc biệt là cái cây mà bạn ấy đang cầm kìa, nhìn ngầu ghê. Bạn này cũng mặc đồ áo giáp sắt giống mình luôn. Tuy phó thì hơi đơn giản nhưng mà nhìn tổng thể thì cũng ok. U là trời, bạn này ra chiến trường hả? Con nít thì nên ở nhà đi. Wow, mà công nhận phải nói là cái vòng này á, ai cũng đỉnh ghê. Mà bạn này còn yêu nước nữa, cho 4 sao luôn nha. U là trời chết rồi, bạn này nhìn na ná mình nè. Sao có thể trùng hợp đến vậy được ta? Nhưng mà có điều là chiến sĩ này quên mang giày nha. Má ơi, hồi nãy giờ ai cũng là chiến binh đẹp trai rồi sáng ngời chứ. Có mình tôi là mập mạp, da đen mà còn để râu nữa. Tự nhiên tôi lo ngại cho cái tương lai của tôi ghê á. Rồi bạn này giữa chiến trường mình đi câu cá là sao? Riết là tôi không có hiểu style của tôi sao luôn. Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Ủa gì vậy trời? Tôi được top 1 hả? U là trời, thiệt không? Thiệt sự là tôi không có tin vào mắt của mình luôn á. Mặc dù không biết các bạn là ai nhưng mà cảm ơn các bạn đã vote cho mình nha. Video thời trang của mình đến đây là kết thúc rồi. Và nếu mà các bạn muốn mình chơi cái gì nữa thì các bạn nhớ comment bên dưới cho mình biết nha. Nếu các bạn thích video của mình thì các bạn hãy cho mình một like hoặc là đăng ký để ủng hộ mình nhé. Và đừng quên bật thông báo khi mình ra video mới thì nó sẽ không có cho các bạn đó. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.